chào tất cả các bạn đã đến với Vitin Hùng Dũng. Mình là Dũng, mình kinh doanh lĩnh vực máy tính này hơn 10 năm rồi, về linh kiện máy tính để bàn, laptop cũ và mới, để phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên, văn phòng, công ty, các bạn chơi game, làm đồ họa. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tham quan cửa hàng Vitin Hùng Dũng của mình. Như các bạn thấy đây bên phải, tại bên tay phải mình đây là quầy tiếp khách. Và ở trên kệ mình trưng các linh kiện mới mà cửa hàng mình đang bán, như kèm màn hình, nguồn, bo mạch chủ, thiết bị mạng, quạt tản nhiệt CPU, vân vân. Và bên kệ tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn là những cái mẫu cây đang hot hiện nay, rất là đa dạng, kích cỡ, màu sắc RGB, hoặc là tùy theo những cái nhu cầu của khách hàng mà bên mình có thể giới thiệu những cái mẫu cây mới, gọn, nhẹ, đẹp và rẻ nữa cho các bạn. Và kệ tiếp theo là mình trưng những cái sản phẩm như là CPU, vi xử lý, SSD, RAM. RAM thì rất là nhiều loại luôn, như là cũng có RGB hoặc là RAM tản nhiệt và RAM cho các dòng máy bộ Dell HP, rất là đa dạng và phong phú cho tất cả các sự lựa chọn của khách hàng. Và đặc biệt là những cái dòng laptop của bên mình cũng rất là dồi dào và đa dạng. Các bạn có thể chọn những cái sản phẩm cho văn phòng, những sản phẩm cho chơi game, đồ họa, rất là tiện lợi cho các bạn nào mà đi lại nhiều. Bên trái của mình đây là khu vực mà mình trưng màn hình. Màn hình này á, là từ nhỏ cho tới lớn nha các bạn, phù hợp cho văn phòng hoặc là làm đồ họa, hoặc là các bạn có nhu cầu màn hình nhỏ lớn thì mình sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn. Ở trên đây là mình khu vực mình trưng những cái dòng Vega. Giới thiệu các bạn đây là dòng RTX 3090 khá đỉnh hiện nay. Đây là Z590 Gaming 4 chạy với lại con Core i9 Gen 10. Đây là máy Mac Mini. Máy Mac Mini này thì làm cho cái văn phòng của bạn thêm phần sang trọng, đáp ứng tất cả các nhu cầu văn phòng luôn nhé. Đây là quạt tản nhiệt cho CPU. Ở đây mình có trưng một vài mẫu thôi, mình có rất là nhiều nhưng mà ở đây mình chỉ có trưng vài mẫu này. Ngoài chức năng làm mát cho CPU ra thì nó sẽ làm cho cái thùng máy của mình thêm màu sắc rực rỡ, đẹp, phù hợp trend. Đây là khu vực mình bàn giao, kỹ thuật mình bàn giao cho khách hàng. Thì những cái sản phẩm bên mình bán ra, dù cũ hay mới, bên mình test rất là kỹ để đến được tay khách hàng. Nếu mà khách hàng nào yêu cầu test kỹ, bên mình sẵn sàng test trong vòng 1 đến 2 ngày trước khi tới tay khách hàng để sản phẩm được tốt nhất. Trên đây, đây là chuột G90 Fullen Webcam, bàn phím cơ và những cái sản phẩm phím chuột cho văn phòng. Ngoài những linh kiện mà mình vừa giới thiệu với các bạn á, thì bên mình còn những cái sản phẩm máy bộ mà mình đã lên cấu hình sẵn cho các nhu cầu về văn phòng, chơi game hoặc là render, làm đồ họa. Thì những sản phẩm này mình cập nhật thường xuyên trên website của cửa hàng. Ngoài kinh doanh mảng linh kiện máy tính và laptop thì bên mình còn nhận thi công lắp đặt phòng net, phòng game, camera, thi công mạng. Vừa rồi mình đã giới thiệu về cửa hàng và những sản phẩm của Vitin Hùng Dũng đang kinh doanh. Các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại mình để bên dưới hoặc truy cập vào website vitinhungdung.com để xem thêm những sản phẩm có trên site. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chào tạm biệt.